Những ngày qua, mẹ liệu của Quang Linh Vlog được biết đang ở thành phố Hồ Chí Minh cùng con trai. Tuy không công khai xuất hiện quá nhiều lên mạng xã hội, nhưng Quang Linh vẫn bị team qua đường tóm gọn nhiều khoảnh khắc đưa mẹ đi xuống phố. Mới đây trên mạng xã hội TikTok, dân tình đang vô cùng xôn xao trước loạt khoảnh khắc chia sẻ hình ảnh gia đình Quang Linh Vlog giản dị ngồi uống nước ở một quán sinh tố lề đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong clip đang viral, xuất hiện gồm có nam YouTuber cùng chị gái Nhật Lệ, anh rể Nam Hoàng và đặc biệt hơn là mẹ ruột của anh là bà Nguyễn Thị Liệu. Hiện mẹ Liệu đang ở thành phố Hồ Chí Minh để vào thăm các con, đồng thời tranh thủ thời gian để du lịch. Khoảnh khắc gia đình sum họp, giản dị ngồi ở lề đường được netizen phấn khích, cho rằng tình cảm gia đình của Quang Linh vô cùng ấm áp, đồng thời khen ngợi lối sống không xa hoa giống như nhiều người nổi tiếng khác. Mặc dù là nhân vật có sức ảnh hưởng, nhưng Quang Linh và gia đình vẫn sinh hoạt, ngồi quán cóc đơn giản như bao gia đình khác. Thêm một chi tiết đặc biệt được phát hiện nữa là trang phục của những thành viên trong gia đình Quang Linh trùng khớp với trang phục hôm Quang Linh dự sự kiện ra mắt phim Ninh Miêu của Thùy Tiên. Nhiều người khẳng định chắc nịch đây là buổi gặp gỡ gia đình riêng sau khi ra về ở sự kiện. Nhiều người tiếc nuối khi lúc ở sự kiện, mẹ Liệu không xuất hiện cùng con trai, bởi nếu đi cùng con trai thì sẽ chấn động hơn nữa bởi có sự góp mặt của bố mẹ của Thùy Tiên. Tuy vậy, màn chạm mặt của Quang Linh với phụ huynh của Thùy Tiên cũng đã đủ chấn động và được bàn tán. Trước đó, mẹ Liệu cũng đã có màn xuất hiện đặc biệt cùng con trai trên Mega Live vào ngày 15 tháng 11 vừa qua. Sự xuất hiện của mẹ Liệu cũng đánh dấu lần đầu tiên bà phụ con trai livestream. Vốn là người nông dân, ít khi nào đứng trước camera và kinh nghiệm livestream là con số 0. Nhưng với độ chân chất, thật thà của bà vẫn khiến người xem hết sức có cảm tình, dành nhiều lời khen cho team Quang Linh. Ngoài những khoảnh khắc trên sóng trực tiếp thì một điều đáng chú ý hơn nữa là việc netizen đặt nghi vấn mẹ Quang Linh và Hoa hậu Thùy Tiên liệu có lén gặp nhau trong hậu trường hay không. Theo đó, từ khi mẹ Quang Linh vào thành phố Hồ Chí Minh, các fan đã lập tức réo tên nàng hậu, mong cả hai sớm gặp nhau giao lưu, bởi từ lâu Quang Linh và Thùy Tiên đã được các fan ship couple, mong thành đôi. Việc gặp phụ huynh của nhau là điều nếu xảy ra thì sẽ có càng gây phấn khích hơn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn không hề có hình ảnh nào quay lại được Thùy Tiên và mẹ Liệu gặp nhau hay nói chuyện gì với nhau. Được biết, Thùy Tiên được mời vào phiên live vào một khung giờ khác và mẹ Liệu là vào một khung giờ khác. Nhiều fan cho rằng vẫn có thể cả hai sẽ không chạm mặt nhau, nhưng một số người lại cho rằng trong hậu trường có thể hai cô cháu đã gặp gỡ, tuy nhiên không công khai trước công chúng. Được biết mẹ Quang Linh đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 11, Quang Linh cùng team có chia sẻ clip lái xe ra sân bay để đón mẹ Liệu. Khoảnh khắc các anh em đi hai chiếc xe hơi ra sân bay ai nhìn vào cũng thích thú, ngoài ra thái độ nhí nhố, hóng mẹ vào chơi cũng trở nên gây cười. Trước khi dỗ clip ngồi ở quán sinh tố, thì bức ảnh sum họp Quang Linh và con rể mẹ Liệu là Nam Hoàng đã đưa cả gia đình tham quan dinh độc lập cũng đã gây bão. Bức ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng. Ở phần bình luận, netizen cũng thi nhau khen ngợi mẹ Liệu có nhan sắc quá trẻ đẹp. Mẹ Quang Linh Vlog có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Liệu, ở xóm 2 xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Bà Liệu sinh năm 1975, nên duyên với ông Phạm Văn Quý người cùng làng, sinh được 3 người con. Người con gái đầu là Phạm Thị Nhật Lệ, sinh năm 1996, du học ở Nhật. Quang Linh là con thứ hai, sinh năm 1997 và em út là Phạm Quang Vinh, sinh năm 2003, sinh viên Đại học Kiến trúc.